hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn về cách sử dụng cái thuốc phòng và chữa gà, hoặc viêm da, rồi nấm nữa, hoặc lấm da nha. Đây là nó cắn nó gây cái vết sẹo này, lấm này. Đấy, các bạn sẽ dùng cái thuốc đặc trị gà. Đây mình không phải là gì đâu, nhưng mà mình chữa là cái thuốc này mình chữa chạy lâu lắm rồi. Thì đây mình pha ra cái bình này. Các bạn pha ra cái bình này nhé. Cái thuốc này rất là lành tính. Đấy, nó rất lành tính, khả năng chữa. Dùng được cha cả cho chó có chữa nhá. Bây giờ mình xịt như này, mình treo cái này. Đấy, các bạn dùng nó. Chỉ rửa tay mình không được gì cả. Cho cho nó ngấm vào. Ngấm vào cái vết sẹo nó đây. Cái này dùng được cả phòng nhá. Phòng mọc lông rất là nhanh. Đấy, mọc lông rất là nhanh. Thế bạn các bạn nào có chó nào nó ghẻ nó bị tuột lông ấy, rồi mọi thứ nó sẽ tái tạo cái lông và cái lớp mồ của gà rất là nhanh. Đấy. Mình muốn người mình nuôi chó con thì mình cần có một lọ. Tháng mình xịt nó 2 lần là không bao giờ bị ghẻ. Đấy, xịt ra như này nhé. Nhất con chó xịt ra lông như này. Đấy. Thuốc dùng rất là kéo, nó không ảnh hưởng này. Đây là mình phòng cho chó con nhá. Phơi nắng như này. Đấy, nó là nó khô con chó. Nó khô nó làm khô cái thuốc ở trên lông ấy. Ngấm vào trong da thế là ok rồi. Và cố gắng áp dụng như thế con chó của mình lông nó sẽ đẹp, lông lá nó sẽ đẹp. Không bị bệnh ngoài da nữa, bệnh ngoài da ngứa ghẻ nó khó ngủ. Yếu đi. Thì mong anh em áp dụng nhá. Thuốc này thì chỉ có thành phần thì nó mình đã chữa nhiều rồi, kể cả chó cũng có chữa, mình cũng sử dụng vào đấy. Cái này vào chữa lúc mình thử điểm như nào, mình bỏ vào chó rồi, mình bỏ vào chó mình chữa nhưng mà nó chữa khỏi rất nhiều. Nên là sử dụng nhá. Thì cảm ơn anh em.